Thưa quý vị và các bạn, do tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, nên tỉnh đã có chủ trương cho hoạt động lại nhiều dịch vụ trong điều kiện đảm bảo cả nguyên tắc phòng dịch. Tuy nhiên, trong số các loại hình dịch vụ cho phép hoạt động trở lại, đến thời điểm này vẫn chưa có hoạt động tắm biển, dẫn đến nhiều hộ kinh doanh dịch vụ tại Thuận An cũng chưa thể mở cửa đón khách. Mùa hè là thời điểm nở rộ của loại hình kinh doanh này, vì vậy việc chưa được phép hoạt động đang khiến cho cả hộ dân kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, phản ánh của phóng viên thời sự. 15 hộ kinh doanh dọc bãi biển từ Phú Thuận đến Thuận An từ ngày 12 tháng 5 đóng cửa theo lệnh tạm dừng hoạt động để phòng dịch. Tuy nhiên, sau khi tình hình dịch được kiểm soát, trong khi nhiều dịch vụ được nới lỏng cho phép hoạt động trở lại, thì những hộ kinh doanh này vẫn không được chính quyền địa phương cho phép mở cửa. Lý do là vì họ kinh doanh trên bãi biển mà tắm biển lại là hoạt động chưa được hoạt động. Có thể thấy đây là một sự thiệt thòi bởi theo giấy phép đăng ký kinh doanh, những hộ này thuộc loại hình dịch vụ ăn uống. Trong khi tất cả các hàng quán đang được mở cửa trở lại thì họ phải ngậm ngùi đóng cửa. Chúng tôi ở đây cũng muốn là coi như là chia sẻ với chính phủ, với nhà nước để mà coi như ngăn bình, ngăn dịch. Nhưng mà thời gian năm 2021 là quá dài rồi. Cho nên thật rất là khó khăn. Về vấn đề khó khăn thì trông chất khó khăn. Nguyện vọng của bà con, các lãnh đạo cấp trên có nguyện vọng thì có đề xuất tạo điều kiện cho bà con vì còn một thời gian ngắn nữa thôi. Là hết mùa hè. Theo tình hình ở thành phố thì thầy không tốt. Theo chỉ thị của tỉnh thì cũng cho là bán lại rất nhiều hàng quán mà riêng ở Bạch Tẩm á. Thì cũng chưa được cho phép đến, yêu cầu là lãnh đạo quan tâm và là cho bạn với một cách là dạng rất nhiều và cả quán là cũng hứa là sẽ làm đúng mọi cái chỉ thị của tỉnh. Còn thời gian mà dịch lâu đi thì chắc những hộ kinh doanh cũng hơi khó khăn nhiều, vì trong mỗi hộ kinh doanh á thì có những số lao động làm mỗi hộ kinh doanh là tới 15-20 người nữa. Đến thời điểm này là đã 7 tuần các nhà hàng này đóng cửa, trong khi cả khoản tiền thuế mặt bằng họ đã đóng trước đó 50%, số tiền lên đến cả hàng trăm triệu đồng. Mùa hè là thời điểm cao điểm kinh doanh. Trong văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ cấm hoạt động tắm biển, còn dịch vụ ăn uống vẫn được hoạt động không quá tối đa 50% công suất. Nhưng huyện Phú Vang vẫn chưa cho phép các hộ kinh doanh này mở cửa, trong khi chỉ cách đó vài chục mét, cả hàng quán không nằm trên bãi biển vẫn hoạt động. Băng thì rộng, mà nếu mà cho bán lại thì giãn cách cỡ tầm 3 mét, 2 mét thì thoải mái, vì đây thì khuôn viên là nó rộng. Đó, rộng 500 mét vuông. Đó, hàng phải 500, 600 mét vuông. Đó, bởi cho nên là chưa yêu cầu là chúng lại là ban chúng này là lãnh đạo là phải cố gắng năng để đào tạo cho nên để cho các quán để trở lại hoạt động, cho con mà tình hình mà để như thế là quá khó khăn. Những hộ kinh doanh ở đây rất là buồn, tại vì khi mà cách ly thì mọi người đều như nhau, nhưng mà khi có công suất cho bán lại thì ngoài bãi biển thoáng rộng là không được bán, nhưng mà ngay trong đường là không có chỗ mà ngồi ăn. Thì xin quý vị cũng xem xét lại, vì dịch ở đâu cũng là dịch. Ngay trong đường nếu dịch thì chúng tôi ngoài biển cũng phải ảnh hưởng, chúng tôi cũng phải đóng quán. Vì sao mà ngoài biển lại dịch mà trong đường lại không dịch? Trong đường ăn rất là đông, thậm chí có chỗ ghế mà ngồi. Nhưng mà chúng tôi ngoài biển kinh doanh đóng thuế cao, tiền thì rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ có biết đứng nhìn thôi. Liệu có đắc xảy ra tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh và phương án áp dụng của địa phương trong việc này? Thời gian cao điểm kinh doanh mùa hè cũng đã sắp qua, các hộ kinh doanh ở đây đang rất mong chờ một sự điều chỉnh kịp thời để có thể hoạt động trở lại.